Vắt quất, bỏ vỏ. Ăn bún đậu, bỏ mắm tôm. Ăn quả, bỏ hạt. Thứ làm bạn trở nên giàu có, bạn lại bỏ đi. Đúng là phí của giời. Một loại hạt mà nhiều người Việt không dám ăn vì sợ xì hôi thúi, xuất khẩu sang Nhật trở thành món đắt tiền trong thiêu thị. Bạn đã biết chưa? Người yêu chê bạn xì hơi thối vì bạn vừa ăn hạt mít. Nhưng ở Nhật Bản, 3 lạng mít có giá 200 cành tiền Việt. Có nghĩa là khi ăn hết một quả mít thì bạn đã vứt đi 350 đến 500 ngàn đồng. Tiếc tiếc. Có ông tiếc là chắc. Nghĩ mới thấy, các ông Việt Nam mình đúng là đại gia. Trong khi ngoài kia, những người anh em nước bạn đang nhặt nhạnh từng hạt mít một, thì chúng ta, chính chúng ta đang ném tiền ra ngoài cửa sổ. Quả là một sự hoang phí kinh hoàng. À, nếu chúng ta không ném đi thì họ lấy gì mà nhặt? Quả là một sự hoang phí đầy nhân văn. Hạt mít có nhiều chất dinh dưỡng, nổi bật trong đó là chất xơ và kháng tinh bột. Nó giúp nuôi lợi khuẩn, giúp người ăn đỡ đói và đặc biệt là giảm đường trong máu, chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, chống viêm và tăng cường miễn dịch. Thậm chí các nhà nghiên cứu dinh dưỡng còn cho là trong trường hợp khi biến đổi khí hậu làm cho tương lai ngành thực phẩm trở nên bất ổn, nhất là những nơi nghèo đói, thì mít chính là vị cứu tinh. Nó có thể thay thế thịt, giúp lấp đầy dạ dày mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Thần dược, quả là thần dược. Suy đi tính lại, hay tôi và mấy ông bỏ học đi khắp 36 tỉnh thành gom hạt mít xuất khẩu sang Nhật, có khi lại giàu to. Bên đấy kiếm tiền dễ thế cơ mà, đúng không anh em? Thôi ông ơi. Thôi được rồi, nói tóm lại là follow Nhật Bản có gì hay đi rồi tôi nói cho bạn biết.